Báo cáo mấy các bác là em clip 44 41 xin lỗi các bạn, clip 41 clip 41 đã được sang lồng và đây là khách hàng yêu cầu thực hiện cái clip 41 này. Đã được niêm phong à, kìm kẹp và kẹp cửa không ra được, bên này vậy thôi. Kẹp không có một cái sự là trùng lặp video. Đây là con clip 41 được sang cái lồng này và được gửi đi vào bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng. Và đây là chủ nhân thì số điện thoại anh Sơn, anh Hoài Sơn 0905507313, bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng. Đó, đã chuyển khoản. Đó, thì đây là được chuyển đi
xuống văn phòng Hà Nội và chuyển đi bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng. Đây là con chim đã được niêm phong, con clip 41. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và chủ nhân yêu cơ của các bạn cũng đã biết được là đây là con chim được chuyển đúng chim, đúng chất lượng, đúng uy tín. Chim rất là khỏe mạnh. Đây là cách mà chim mù gầy hay đánh dấu cho các bác. Đây là cái một chút thôi, nhưng nó cũng là cái để cho các bạn thấy đó là sự nghiêm túc trong cái việc cung cấp chim giống cho thị trường. Đôi là đánh dấu con trống màu đỏ ở dưới cằm của nó. Liên tục đúng không ạ? 8 tem niêm phong. Đó. Ở đây là khách hàng là 0899614506. Đây là ở Hà Tĩnh. Ok. Mai ơi. Bị đi cơ rồi. Chim giống như các bạn nhé. Dù chỉ một chút nhưng nó cũng mang lại một cái trách nhiệm.
bác về các bác thả, các bác phải cẩn thận nhé. Có những lúc các bác mở cái nắp này nó sẽ bay mất cả chim. Và các bác đây là đi Thái Bình, đây là Thái Bình 33816 Hưng Hà Thái Bình, thị trấn Hưng Hà Thái Bình. Đây là đi Hà Nội. Hà Nội là một đây là đi bến xe Kim Mã. Bến xe Kim Mã. Bến xe Kim Mã thường chim mà mình tiếp nhận khách hàng mình sẽ nhốt riêng vào trong những cái lồng này, mình đã đánh dấu quy ước hết rồi. Mở cái cho bác nhớ. Đó, ok. Em này cũng sẽ được đi bên xe Kim Mã. Đó. Đó. Đứng tầm biết ăn rồi. Biết ăn, tự biết ăn nữa. Thì xuống đồng chí Khương ở văn phòng Mỹ Đình sẽ mang thẳng sang bên xe Kim Mã. Và tiếp theo là con chim này, các bạn thấy là đây là chú chim to đẹp, đầu xanh, đuôi xám, chân cẳng được kiểm tra rất kỹ, không có nỗi móng nỗi miếng gì cả. Đây là con chim trống nuôi AV rất là đẹp. Có một khách hàng là có muốn mua một con chim trống để về ghép con chim mái. Ok. Cho vào đây. Ok dạ. Ok, xong. Khách hàng này là 077-028-398, ok chưa ạ, ở Hà Nội. Bởi vì chị là chị cô gái hay đã thực hiện cái clip theo nguyện vọng của các bác, đặc biệt là clip số 41 và 4 đơn hàng của sáng ngày hôm nay là ngày 7 tháng 11. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip, và bây giờ đồng hồ đã đến 6:15 rồi, mình chỉ còn 10 phút nữa là mình phải ra gửi xe thôi.
mưa, nay trời hơi mưa, chim thả ra ngoài đấy. Trời mưa các bạn ạ. Mọi chi tiết các bạn có thể liên hệ là 033 5305982. Trên cái số ở đây thì nó là cái số 0163, nhưng mà vì là mới đổi nhà mạng, mới đổi là thành 033 5305982 và 0989177982. Cảm ơn các bạn.